Ngày 13 tháng 11 tại phường Yên Thanh, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức chương trình phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và giao lưu mô hình ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố dự chỉ đạo. Diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 có chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Đây là đợt cao điểm về truyền thông nhằm tạo sự thay đổi tích cực trong xã hội về thực hiện bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường các hoạt động thiết thực thúc đẩy và tiến tới sự bình đẳng thực chất giữa nam và nữ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như tập trung triển khai hiệu quả thực chất chủ đề tháng hành động năm 2023, tạo sự lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đẩy mạnh các hoạt động cải thiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em, tạo cơ hội bình đẳng của nam giới và phụ nữ trong việc đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng lao động, tạo việc làm, chi trả tiền lương, tiền công, thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ trong các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ ở nông thôn đối với các nguồn lực kinh tế thị trường lao động. Bên cạnh đó, cần ưu tiên nguồn lực thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới trong những lĩnh vực vùng có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, xây dựng các mô hình nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nam giới và nữ giới, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ can thiệp khi có hiện tượng bị bạo lực hoặc bạo lực xảy ra. Cũng trong chương trình là hoạt động giao lưu mô hình ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới giữa các câu lạc bộ bình đẳng giới phường Yên Thanh.